Các bạn thân mến, như đã hứa thì chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe bài thơ Nhà Chật của nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài thơ này các em nhé. Bài thơ Nhà Chật, nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông. Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống. Phải bỏ hết những gì không cần thiết. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình. Khoảng không gian của anh và em. Khi buồn bã, em không thể quay mặt đi nơi khác. Anh không thể giấu em một nghĩ lo nào được. Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Anh ngừng lên là ở cạnh em rồi. Bạn thuyền ơi, ngoài kia trời lộng gió. Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Các bạn thân mến, đó là bài thơ Nhà Chật của nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Chị hy vọng rằng là các em sẽ yêu thích bài thơ này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Bye bye.